Hiện nay trên địa bàn tỉnh vận tải đường bộ bằng xe ô tô chiếm trên 90% khối lượng hành khách và 60% hàng hóa, có 588 đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô với trên 10.000 phương tiện. Để đáp ứng hiệu quả hoạt động, ngành giao thông vận tải đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh. Tại các tuyến đường hình ảnh nhiều phương tiện vận tải khách bắt khách dọc đường, chờ quá số người quy định, nhiều xe sập sệ vẫn lưu thông trên đường xe dù, xe quá tải trọng vẫn còn tồn tại, gây nên tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, bất trật tự an toàn giao thông. Nguyên nhân là do các đơn vị kinh doanh vận tải ô tô trên địa bàn tỉnh đa số đều có quy mô nhỏ lẻ manh mún, nhiều đơn vị vận tải chỉ có dưới 10 xe nên còn xảy ra tình trạng khoán trắng cho lái xe tự lo khai thác hàng hóa, tìm kiếm khách hàng. Để khắc phục những tồn tại trên, ngành giao thông vận tải chủ động phối hợp với các ngành, các cấp tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm định hướng thúc đẩy hoạt động vận tải phát triển ổn định, trong đó tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, xử lý vi phạm, các đơn vị kinh doanh vận tải, biến xe, các đầu mối giao thông và các phương tiện lưu thông. Phòng quản lý vận tải và phương tiện đã tham mưu lãnh đạo sở trên 1.500 văn bản quản lý điều hành, thực hiện quản lý trên 10.000 phương tiện, đặc biệt là chất lượng phương tiện và đã được tăng lên đáng kể. Tuổi đời phương tiện Trước đây là từ 10 đến 15 năm, bây giờ rút xuống từ 5 đến 8 năm, đặc biệt là lĩnh vực xe taxi và hợp đồng. Thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường với nâng cao với chất lượng à, hoạt động vận tải và tăng cường hơn nữa cái quản lý hoạt động đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 588 đơn vị kinh doanh vận tải khách và hàng hóa để từng bước chuyên nghiệp hóa, ngành giao thông vận tải đã đề xuất các giải pháp mang tính hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, thúc đẩy quá trình cơ cấu lại lực lượng vận tải hướng tới cạnh tranh lành mạnh. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên thì cái số lượng phương tiện trong những năm qua là phát triển tương đối mạnh, Để đặc biệt đối với các phương tiện mà thuộc cái diện đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình, hơn 10.000 phương tiện thông qua thiết bị giám sát hành trình phát hiện kịp thời các cái lỗi vi phạm và cũng tham mưu với sở thông vận tải xử lý chấn chỉnh các cái vi phạm cụ thể trong năm 19 thì ban cũng tham mưu sở thông vận tải là thu hồi phù hiệu hơn 1 000 phương tiện riêng năm 2019 và trên cơ sở đó thì cũng góp phần làm ổn định trật tự vận tải giảm thiểu cái tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, việc củng cố kiện toàn nâng cao chất lượng các cơ quan quản lý, thay đổi phương thức hoạt động, đồng thời để mạnh áp dụng công nghệ tin học vào quản lý hoạt động vận tải thông qua việc khai thác và sử dụng hiệu quả các dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, đồng bộ hóa việc sử dụng thiết bị giám sát hành trình với việc xây dựng bản đồ số hóa về kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ công tác giám sát và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông.